bệnh án nội thần kinh nhồi máu não do tắc mạch. Thì bệnh nhân nữ 58 tuổi vào viện vì yếu một hai người phải. Cách nhập viện 2 ngày, bệnh nhân có những cơn đau đầu nhẹ, âm ỉ, không có hứng lan. Và đến 8 giờ sáng ngày nhập viện thì sau khi dọn hàng hóa, bệnh nhân bắt đầu bị chóng mặt, buồn nôn và đau đầu, mất độ đau nhiều, đau không thể nhịp đập. Bệnh nhân ngồi nghỉ uống nước thì bị sạc liên tục. 20 phút sau thì bệnh nhân bắt đầu yếu một vài người bên phải và được đưa đi nhập viện. Tình trạng lúc nhập viện thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, liệt mềm của hai người phải, sức co cơ tay phải và chân phải đều đồng đều là 0/5, không sốt, không nôn ói, cổ mềm, không mất cảm giác nôn sâu. Nhìn tiến bệnh phòng vào ngày 1 á, thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, đồng từ hai bên là 2,5 mm, còn phản xạ ống sáng, Glasgow 15 điểm, ăn hay sặc vào buổi sáng, liệt mềm một phần hai người phải và bắt đầu sốt từ khoảng 19 giờ, có kèm rét run. Đến ngày 2 thì bệnh nhân vẫn tỉnh, tiếp xúc tốt nhưng mà liêm nhợt, môi khô lưỡi bẩn. Này, hết rét run rồi nhưng mà vẫn còn sốt và mệt nhiều. Nghe phổi là răn nổ, răn ngáy, gọi đục, tim nhanh, bụng mềm. Bệnh nhân thanh mệt và liệt một hai người phải, sức co cơ tay và chân phải đã lên được 1/5. Dáng đi lê, bệnh nhân than tê tay từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ 30, ngoài thời gian đó thì không có tê. Mạch thì 106 lần trên phút, nhiệt độ 38,5 độ C, nhịp thở là 24 lần phút. Đến 22 giờ cùng ngày thì bệnh nhân hết sốt. Rồi, đến ngày 3 này là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da hồng, nhâm nhuận. Có cơ tay phải là 2/5, chân phải cũng 2/5, dáng đi lê. Tiền sử là có tăng huyết áp được chẩn đoán cách đây khoảng 1 năm, có sử dụng thuốc hàng ngày là amlodipine 50 g ngày. Thứ hai, đái tháo đường type 2 chẩn đoán cách đây khoảng 5 năm, có sử dụng thuốc điều trị hàng ngày nhưng không rõ loại. Những cái khác thì chưa ghi nhận bất thường. Triệu chứng thực thể là hội chứng liệt mềm một vai người phải, là có sức cơ cơ tay phải và chân phải đều 2/5 hết, trương lực cơ một hai người phải giảm so với một hai người trái, Babinski nhân phải dương tính. Thứ hai là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân vào ngày 2, chúng ta có ba dấu là sốt, nhịp tim và nhịp thở tăng. Nghe phổi thì ran phổi, ran ngáy, gọi đục vào ngày 2. Các dấu chứng âm tính có giá trị Babinski chân trái âm tính, cảm giác nôn sâu, toàn cơ thể bình thường, bệnh nhân không nôn ói, không mất tri giác. Cận lâm sàng cơ bản thì ECG cho thấy là thiếu máu cơ tim ST không chân. Công thức máu thì có bạch cầu tăng mà tăng chủ yếu neutrophil là 74,7%, là lớn hơn 70% rồi. Đường huyết tại giường vào lúc mà mới nhập viện là 13,8, tức là cao. Sinh hóa máu, triglyceride tăng và HDL là giảm. À, mình nghĩ nhiều đến nhồi máu não cấp, nguyên nhân vì tắc mạch thì bệnh nhân có nhiều yếu tố là đái tháo đường và tăng huyết áp độ 1, bệnh khởi phát đột ngột nhưng không đồng vội và nặng ngay từ đầu như là xuất huyết não nên và bệnh nhân không có rối loạn tri giác, không nôn ói. Đây là mình tính theo tăng điểm Syriza nhé, thì ta có là tăng điểm của bệnh nhân này là -5, mà -5 bé hơn -1 nên nghĩ nhiều đến nhồi máu não. Nếu mà tăng điểm này từ -1 cho đến 1 thì mình sẽ phân vân giữa nhồi máu não và xuất huyết não. Nếu mà thang điểm này lớn hơn 1 thì chúng ta sẽ nghĩ nhiều đến xuất huyết não hơn. Đây là cái thang điểm tính nhanh mà khi chưa có cận lâm sàng ấy, thì mình sẽ sử dụng cái thang điểm này. Bình luận lâm sàng, vì nhìn chỉ nhồi máu thì nghĩ nhiều đến nhánh sau của đồ máu não dưỡng, nhánh đi nuôi bao trong bên trái do bệnh nhân liệt nửa người đồng đều bên phải và liệt đơn thuần vận động, không có rối loạn ngôn ngữ và cảm giác, Babinski bên liệt là dương tính. Về nguyên nhân nhồi máu thì nghĩ nhiều là cho tắc mạch, cho bệnh nhân có bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ. Bệnh nhân không hề có rung nhĩ, bệnh van tim hay rối loạn nhịp nào khác, cũng không có nhiễm khuẩn gì trước đây nên mình ít nghĩ đến chuyện lấp mạch. Bệnh nhân bị viêm phổi do hít phải, nghĩ nhiều là bệnh nhân bị sặc cho ăn và uống ngày 1. Bệnh nhân bị tăng huyết áp độ 1 thì xác định nguy cơ là nguy cơ rất cao do có đái tháo đường kèm tổn thương của con đít. Chẩn đoán phân biệt này thì mình ít nghĩ đến tai biến mạch não thể xuất huyết do bệnh cảnh không có rầm rộ ngay từ đầu giống như xuất huyết não thường thấy. Bệnh nhân không có đủ tam chứng thường gợi đầu khi gặp xuất huyết não là nhức đầu, rối loạn ý thức và nôn. Ngoài ra thang điểm của SS, thang điểm Syriza của bệnh nhân là bằng -5 thì ít gợi ý đến xuất huyết não. Tuy nhiên bệnh nhân này khởi phát sau khi vận động, tức là sau khi dọn hàng buổi sáng, có cơn nhức đầu, vì thế cần cận lâm sàng CT scan để cho nó xác định. Thứ hai, ít nghĩ đến nguyên nhân đi u não, sen não, vì dù sao chúng ta cũng cần CT scan để phân biệt mà. Tuy nhiên u não có nhiều trường hợp không nhận ra trên CT scan. Ở đây mình ít nghĩ đến nguyên nhân là u não, sen não, do trường hợp này thì khởi đầu từ từ, có dấu hiệu thành cơn rú trú lam như vết hồng loang và có triệu chứng tã lộn nội sọ, còn bệnh nhân này thì không hề có. Đề nghị cận lâm sàng là CT scan sọ và X quang ngực tại giường này.
Có CT scan soạn là vuông giãn tỉ trọng ở bao trong bên trái này. X quang ngược tại giường là thâm nhầm rải rác ở cả hai phổi vào ngày 2. Vào ngày 2 của bệnh thì chúng ta thấy là bạch cầu tăng cao, chủ yếu là tăng bạch cầu đa nhân trung tính. X quang ngược cho thấy thâm nhầm rải rác ở cả hai bên phổi, kết hợp khám lâm sàng là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân, phổi đan ngáy đan rõ, nổ ngọ đực, môi khô, niêm nhật lụy bệnh và tiền hạ sạc nhiều lần vào ngày 1. Cho nên mình chẩn đoán là viêm phổi do hít phải. Rồi chẩn đoán xác định này. Tai biến mạch não do nhồi máu não nhánh sau động mạch não giữa cấp máu vùng bao trong vào ngày 3. Viêm phổi hít phải theo dõi hội chứng văn cấp tăng huyết áp đái tháo đường type 2 và rối loạn lipid máu. Cerebrosis là cái thuốc này là thuốc rất là khá là mắc tiền, được sử dụng để bảo vệ tế bào não trong cái trường hợp bị tai biến mạch não. Aspirin và clopidogrel thì bệnh nhân bị tắc mạch cho nên mình sẽ sử dụng thuốc này. Atorvastatin, cefocitin, cái này dùng để chống lại cái tình trạng mà viêm phổi do hít phải. Paracetamol uống khi sốt. Benzedropril và gliclazide. Ở trong trường hợp này thì mình tạm thời chưa có sử dụng metformin, tại vì các bệnh nhân mà bị tai biến mạch não thường có đi kèm theo là thiếu máu cơ tim hoặc là nhồi máu cơ tim, cho nên mình nên hạn chế sử dụng metformin, tại vì có thể có nguy cơ là bị nhiễm toan lactic. Các bạn biết mà, trong cái trường hợp bệnh nhân bị suy tim hoặc là các bệnh mà thiếu oxy máu mà sử dụng metformin thì tăng nguy cơ bị nhiễm toan lactic. Cho nên trong trường hợp thì mình tạm thời chưa dùng.